Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 7, Quận ủy Quận 7 tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo Quận 7 với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quận 7 lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hội trường Trung tâm Chính trị Quận 7. Chủ trì hội nghị là đồng chí Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 7, đồng chí Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng ban Dân vận Quận ủy và đồng chí Võ Khắc Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận. Buổi gặp gỡ với chính lược ý kiến của đoàn viên và người lao động xoay quanh các vấn đề về cơ chế, chính sách, môi trường để người lao động an tâm làm việc, công tác chăm lo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần đối với người lao động, việc nâng cấp mở rộng nhà văn hóa lao động, các thiết chế văn hóa, xây dựng thêm trường học được đa số đại biểu quan tâm. Đồng chí Võ Khắc Thái ghi nhận tiếp thu những ý kiến, tiếp tục quan tâm giải quyết, đề nghị tổ chức công đoàn tập trung quán triệt, tổ chức tốt nghị quyết đại hội đảng bộ quận gắn với nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, bồi dưỡng nhận thức, tìm hiểu về đảng cho đoàn viên người lao động. Dịp này, lãnh đạo quận tặng quà cho các đại biểu và chúc đại hội công đoàn thành công.